Chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Video này hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia 100 đô BTC nha tất cả anh em. Tính ra tiền là BTC khoảng 100 đô. Và top 5 người tiền ghép thì mỗi người nhận được 10 USDT nha các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ limit sẽ là 5.000 USD, nó sẽ phân phối nha các bạn. Để tham gia giá các bạn. Phần link start này các bạn. Sau khi bấm nút start xong các bạn cứ việc join vào iGroup các bạn. Cái máy của mình bị cái xong mà cũng gắng up cái video lên cho rồi nha các bạn xin chào người ta. Hiện tại có 976 subscribe người tham gia trên iGroup này các bạn. Tại vì iGroup mới ra lên mình làm cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bấm join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi bấm submit đi tên nè. Rồi các bạn điền địa chỉ của username Telegram của tất cả các bạn vào đây. Ở cộng các bạn mở Telegram vào setting copy của username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Ở cộng anh 1133 nè. Rồi các bạn điền địa chỉ về BTC nha tất cả các bạn. Các bạn mở địa chỉ Chup Wallet, Mesa Wallet nha các bạn. Nó sẽ phân phối tốc cần là BTC nha tất cả các bạn. Được chút nào hay chút nấy các bạn ơi. Rồi các bạn copy địa chỉ BTC Bitcoin của mình nha các bạn. Bitcoin giá lên 13.000. Rồi các bạn bắt vào nha các bạn. Mình không ngờ cái tháng này mà giá coin lên thế ghê luôn. Rồi các bạn gì việc lấy liên kép chia sẻ cho ông bạn đang để nhận thêm top cần các bạn. Còn đây là những top satis nè. Rồi vậy video này kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.